cho bạn một cái thuốc mới. Đây bạn thấy cái hoa màu xanh xanh em ạ, tím tím nè. Đây là dây bông biếc đấy các bạn. Cái này thì hoa rất tốt. Đối với người bị hoa thì các bạn lấy khoảng tầm 15 đến 20 bông. Bỏ vào chén trà, bỏ vào xong cơm nữa, hoặc là bỏ vào nồi nước chưng. Chưng với đường phèn hoặc mật ong cũng được. Bạn chưng để uống trị hoa rất tốt. Đây các bạn, hoa nó rất đẹp. Và cành và dây và lá của nó thì mình không biết có tác dụng gì không, nhưng mình thường chỉ hái bông thôi cho những người bị ho rồi đấy các bạn. Cái chân nó ra cũng nước nó màu tím tím rất đẹp, uống thì nó cũng dễ uống thôi cho nó không có đắng gì mấy đó các bạn. Đây đây là dây bông biếc. Này thường mọc trên các đồi núi rất nhiều, chứ còn đồng bào mình ít thấy, trên đồi núi thì nhiều. Và ở quê mình thì thường nhiều người đào cây này về nhà trồng, trồng trước nhà cũng là một cái vàng rất đẹp. Ở ngoài mình rất nhiều người tìm về nhà trồng. Thì hoa thế này còn trái trái khô nó như thế này, dạng giống như trái đậu các bạn. Đây trái nó đây, cái đậu này nó bung ra hết rồi nè, cái khô nó bung ra hết, nó dây của nó rất lớn. Đây các bạn thấy mấy cái dây già già trắng trắng đó là dây của dây bông biếc đấy. Dây của nó rất chắc các bạn ạ. Các bạn đi thường trước khi mình đi núi đi đồ thường bứt sợi dây dài của cái dây bông biếc này đã cột củi rồi đấy. Mặt bụi rất cao rồi. Nước hoa bông biếc ở chân rồi đây các bạn, màu đẹp này để nhuộm vải hả? Này không biết màu gì nữa, màu đen màu gì không thấy, màu đen màu gì, xanh xanh hả? Xanh tím xanh thì ngon, xanh uống cho tới tím. rồi. Nhạt nhạt thanh thanh không có đắng gì hết. Không uống này nó trị ho đó, nó đưa cho mẹ với em uống cho hết ho đó.